Rồi. Vâng, chào tất cả anh chị em. Hôm nay bên ô tô Yamaha mới về một con, đó là con bị ấm. Trong suốt đời 2000, xe này là xe nhập từ Ý. Và dung tích xi lanh của chiếc xe này là máy 1.6 nha anh chị nha. Và sau đây em sẽ bình thường này thì chiếc xe này em mới vừa về và đây là nước sơn ở bên ngoài của chiếc xe nha chị nha. Nước sơn thì còn rất là ok. Xe này em sẽ đánh một lớp mát qua thôi là chiếc xe này nhìn rất là bóng bẩy nha anh chị. Hiện tại thì bảng số đeo rất là đẹp nha anh chị nha. 52B2200. Thì sau chiếc sự màn hình thì anh chị cũng theo dõi với một lớp sơn. Chiếc xe này thì nước sơn zin cũng còn khá là nhiều nha anh chị. Đây là sơn zin còn rất là nhiều nha anh chị nha. Và bây giờ em sẽ tiến trình qua cho anh chị coi về xung chỉ của chiếc xe này ha. Đây là keo chỉ của chiếc PS đời 2000, xe nhập của Ý nha anh chị. Đây là chiếc cửa đây. Keo cột xe này thì anh chị khỏi phải suy nghĩ nha anh chị nha. Và đây là cửa sau, cửa zin thì thường thường những cái xe dòng Ý là không thể mở được ở ngoài nha anh chị nha, chỉ mở ở trong, chỉ đặc biệt riêng một cánh cửa này. Thì đa số là để làm gì, để chống con nít thôi anh chị. Xe zin thì cái hệ thống là còn zin là nó sẽ như vậy nhá, riêng dòng VIP là anh chị để ý nhá. Cửa thì anh chị thấy không, bản lề này em mở nè, muốn đi đâu ra tới đâu là sẽ ra tới đó cho anh chị nha, đó, đứng luôn nè. Keo chỉ rất là đẹp nha anh chị nha, xe này là keo chỉ không mất một phân luôn nha. Và đây là cửa bên phụ nha anh chị. Cửa còn rất là bản lề, rất là ok. Mở tới đâu là sẽ ra tới đó như ý mình luôn. Thì theo cái video thì anh chị thấy là sùng chỉ keo chỉ nè, không đi một miếng nào hết. Đây là cánh cửa bên phụ. Xe này thì cột kèo anh chị cứ an tâm nha, cột kèo còn rất là ok. Bây giờ em sẽ chi lược qua luôn cái dàn cốp cho anh chị xem luôn, máy luôn. Đây là dàn cốp sau. Thì xe chiếc sự màn hình thì anh chị thấy rất là rõ đúng không ạ? Cốp sau thì vẫn còn là nước sơn zin, keo chỉ thì không mất một tí nào hết. Đây là bánh sơ cua nha anh chị nha. Đây là gầm sau. Gầm rất là đẹp nha anh chị. Xem sau là không có chỗ này là rất là ok nè, không có mục nét gì hết. Rồi bây giờ em sẽ tiến sâu bên sau vào nội thất cho anh chị tham khảo nha. Thì với chiếc xe này thì đang sở hữu một dàn nội thất ghế nỉ zin theo xe nha anh chị. Đây là anh chị, trước màn hình camera thì anh chị thấy một dàn ghế nỉ rất là đẹp phải không anh chị? Đây là dàn ghế nỉ này, xe này là quá tuyệt vời.
hầu như là không bị tì vết một chỗ nào hết, và được xe được chủ nhân giữ rất là kỹ và sạch sẽ. Máy tắp bi này cũng nỉ luôn nha anh chị nhá. Anh chị nhìn vách cửa nè. Giờ em đi tiến hành vô sau kiểm tra hệ thống chức năng nha. Đây là chức năng đèn, tua máy vẫn còn, đồng hồ công tơ mét vẫn còn nha anh chị. Bốn kính chỉnh điện rất là chân chu. Bên này cũng vậy luôn. Thì hai kính đằng sau cũng là kính chỉnh điện luôn, rất là chân chu nha anh chị nha. Bên này là có một cái kính kính hậu chỉnh điện, nhưng mà bên kia thì nó bị liệt mất một bên nha anh chị nha. Bên kia thì nó bị chắc nó bị hư cái motor. Thì xe, tình trạng xe có làm sao thì em tả cho anh chị. Thì nhiều lúc anh chị xem cái clip á, thì xe làm sao thì em tả cho anh chị y chang như vậy. Mọi chi tiết xe này thì đây là tắp lô nè anh chị nè ha. Cửa nè. Xe này máy lạnh thì rất là ok luôn anh chị nha. Máy lạnh có. Nhạc có luôn nha anh chị nha. Có nhạc có nhiếc luôn nha. Ok. Nè công tắc cốp. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành đi sâu vào cho anh chị cái khoang máy. Máy nổ rất là ngọt. Thì đầu tiên anh chị muốn xem một cái xe thì thường thường là hay để ý tới nắp capo. Thì đây là nắp capo zin nha anh chị nha. Đó, anh chị thấy không? Nắp capo zin toàn bộ nha, không bị cấn động nha anh chị nha. Dùng chỉ là nắp capo vẫn nguyên zin nha, không mất một tí nào hết. Đây, rú bò vẫn còn nha anh chị. Dàn chân zin vẫn ok nha anh chị. Chiếc xe này thì hộp não cũng còn rất là chuẩn, dung tích xi lanh 1.6, ABS full máy 1.6, tất cả hệ thống xe này còn zin hết nha anh chị nha. Để có lắp mở nhớt luôn cũng còn zin luôn chị ha. Thì tiếng máy nổ rất là ok. Ngoài xe này nổ máy rất là ngọt. Và xe này là được chủ cũ chăm sóc rất là kỹ. Đó, tất cả hệ thống quạt quyết rồi nó nóng mà tự động nó vẫn còn nó vẫn tự chạy nha anh chị nha, chứ không phải là câu trực tiếp luôn nha. Nước miết rồi rất là ok. Rồi bây giờ em cũng đi sơ lược cái dàn gầm cho anh chị tham khảo luôn nha. Bốn cái vỏ xe này thì còn được 70-80%. Xe này thì đây, cặp em mới thay cặp A1 lần trước nha anh chị nha. Đó, mới thay cặp A1 nè. Mới ken luôn. Đây là dàn gầm. Thì dòng xe cũ này á, nói chung dàn gầm thì nó vẫn còn rất là ok. Và anh chị cũng đừng hỏi em là nó có mục nhiều hay là không mục. Mục nhiều hay là mục ít. Thì những cái ba đời xong thì anh chị theo cái màn hình anh chị thấy nó vẫn còn rất là tốt. Còn sẽ là xe cũ thì xe nào nó cũng phải có mục, nhưng nó mục đốm, nó mục ngay chỗ mấy cái này thì nó không sao nè. Nhưng quan trọng là chỗ cái sắc xi với hai cái lường xe này mà mục thì xe nó chạy nó rất là yếu nha anh chị nha. Đó, theo camera thì anh chị để ý ha. Đây, nắp xăng vẫn còn zin luôn anh chị nha. Nắp xăng zin luôn nè. Này chụp mâm. Thì đây là dàn gầm sau. Thì đây có một cái điểm chỗ này là cái bánh sơ cua. Thì cái này nó bị mục một tí xíu. Cái này là bánh sơ cua nha anh chị nha. Chỗ này nó không liên quan gì tới cái sắc xi xe hay là cái lường xe nha anh chị nha. Anh chị để ý nha. Này nó không quan trọng đâu.
coi lên xe luôn em, chạy vòng vòng với anh, quay cho anh chạy vòng luôn, lên xe luôn, lên xe luôn hả? Và sau đây em sẽ test thử chiếc xe này cho anh chị xem. Quay em chỗ này, đây, tất cả hệ thống đồng hồ Comtomat. Thì con xe này bên em bán cho anh chị với cái giá là 68 triệu. Hiện tại thì chiếc xe này đang bị hết đăng kiểm, đèn còi rất là ok nha chị nha, xi nhan còn đầy đủ. Xe này bên em bán cho anh chị với giá là 68 triệu nha anh chị nha. Anh chị nào nhanh tay thì xin vui lòng điện thoại, số điện thoại của em là 0918614642 và 0935500001. Xi nhan rất là ok, vẫn hệ thống đèn còi đầy đủ. Đồng hồ nè anh chị thấy nè, đồng hồ vẫn có, tất cả hệ thống đồng hồ con mét có. Đây, gạt nước còn nha anh chị nha. Quay đồng hồ nè, quay đồng hồ nè con. Bây giờ em chạy tốc độ đạt một cái là lên anh chị thấy không? Xe chạy rất là đồng. Lái trợ lực rất là nhẹ. Thẳng rất ăn. Vâng, cảm ơn anh chị đã theo dõi clip này. Nhớ share và đăng ký để ủng hộ bên kênh Ô tô Dân Mobile nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị những clip sau. Chúc cho cả nhà mình có một buổi chiều thật là vui vẻ và hạnh phúc.